Xin chào tất cả bà con. Thì đối với gom gạ ở cánh đồng xã Thái Sơn, đồng ruộng 2 xã Thái Sơn thì bà con ở đây là đa số là không đốt, không xử lý, là bà con thu hoạch gom để nhằm mục đích khác bán hoặc là dự trữ cho bò ăn hay là bán cho trồng gom, trồng cây rồi bà con. Đây, tất cả đều lấy gom. Cái đối với gom gạ này thì mình lấy hết thì không có ảnh hưởng gì tới canh tác lúa. Khi mà bà con không lấy nó ảnh hưởng sau này sớm nó không dập nó không phân hủy được nó mới ảnh hưởng bà con, còn bà con thu hoạch lấy gom luôn thì ngựa sẽ chở rồi. Đất rồi nó vùi dập thì không có gom thì nó không có ảnh hưởng, không có bị ngộ độc hữu cơ. Thì đối với gom này bà con, một là bà con đốt xử lý, hai là bà con lấy hết đó, là còn gốc gạ không sao, bà con gốc gạ chút đỉnh thì nó sẽ chở rồi chặt chục chặt nó cũng không sao. Còn gom bà con không xử lý mà ví dụ như mùa mưa mà bị mưa xuống ướt đốt được bà con là sau này bị dễ ngọt hữu cơ lắm bà con. Đây thì máy nó cuốn lộn lại bà con, cuốn cuộn rồi. Này máy không biết máy gì cuốn lộn.